con bà cô bác đi bữa hổm á làm đúng cái này. Bữa con đưa nó đây giữa lên ông bà cô bác không đồng ý. Bây giờ con xin lỗi đi. Con xin lỗi ông bà cô bác vì hồi lúc trước con giơ ngón tay nè. Ừ. Vậy từ đây lên. Để tên từ đây sắp tới với sắp lên con không kéo làm gì nữa. Ừ, ngoan ngoan. Mong bà cô bác tha thứ cho con. À, là cái lúc đó là con nói chuyện điện thoại với những cái cô chú ở trên phải trên nó quay lên mạng nó đưa. Và cuộc ghi âm của cháu Chiết mới nhắn lại cho ai xin các bạn nghe. Ê lòm, sao tự nhiên nói chuyện tự nhiên mà tắt máy ngang mày, để tưởng mình đi lớn đâu cũng là gì lạ không mày. Tên nghe đi nó đây nè, còn có cái cô đó ở nước ngoài, con nói đừng đưa vậy. Dạ yeah. Đưa vậy là như cô bác ở bên không có thích. À, dạ. Thành ra mình thật sự là chị không biết gì chứ mình tưởng đâu nó đưa. Nope.